Ca thẩm mỹ thành công nhất Việt Nam sau 3 năm, nhan sắc ngày càng lên đời, ai dám tin từng đập mặt làm lại. Nói không ngoa khi ví cô gái này như Park Min Young phiên bản Việt. Phủ Thanh Quỳnh chính là cô gái thay đổi hoàn toàn diện mạo qua chương trình Thay đổi cuộc sống của VTV năm 2015. Gương mặt với nhiều khuyết điểm khiến Quỳnh tự tin cả về ngoại hình lẫn công việc. Ai dám tin cô gái bên trên và cô gái trong bức ảnh này là cùng một người. Sau khi phẫu thuật, Thanh Quỳnh được nhiều người gọi là hot girl. Trải qua dao kéo nhưng lại toát lên những nét đẹp rất tự nhiên. Nói không ngoa khi cho rằng hai ca thẩm mỹ thành công nhất Việt Nam hiện nay chính là Đức Phúc và Thanh Quỳnh. Công nghệ thẩm mỹ quá kỳ diệu. Thanh Quỳnh tự tin áp dụng nhiều kiểu tóc, style ăn mặc và trang điểm. Đẹp như một diễn viên điện ảnh, vóc dáng cũng rất hoàn hảo và khỏe khoắn. Nhưng cũng không kém phần quyến rũ gợi cảm. Phủ Thanh Quỳnh tỏa sáng tại các sự kiện mà cô tham gia. Dàn hoa hậu Á hậu xinh đẹp hội tụ tại đám cưới quản lý Chibu. Các khách mời đều cảm thấy choáng ngợp và ghen tị bởi đám cưới cổ tích của quản lý Chibu và bạn gái. Vừa qua ngày 9 tháng 6, đám cưới hoành tráng của quản lý Chibu Nguyễn Hữu Anh và bạn gái Bảo Vi đã được diễn ra tại một khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Sau lần ăn hội ở Đà Lạt, đám cưới ở quê nhà hai bên Huế và Tây Ninh, thì họ còn có thêm một buổi lễ hoành tráng để chiêu đãi bạn bè tại Sài Thành. Theo đó, các khách mời đều ngỡ ngàng cũng như rất thích thú trước từng ý tưởng concept trong đám cưới. Chủ nhân của buổi lễ đã đầu tư rất nhiều, tạo nên một không gian vũ trụ lung linh huyền ảo. Không gian hoành tráng đầy sắc màu tại tiệc cưới, có thể thấy Hữu Anh đã chăm chút rất kỹ cho những khâu như thế này, tạo cảm giác thú vị cho các khách mời. Cô dâu chú rể tay trong tay hạnh phúc, cả hai đã có hơn 3 năm hẹn hò mới quyết định về chung một nhà. Chibu diện trang phục bánh bèo, chia sẻ lên trang cá nhân, lại đi ăn cưới nhà người ta. Dàn người đẹp như Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu Hoàng Oanh, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Thùy Dung cũng đến chung vui cùng vợ chồng trẻ. Họ hào hứng chụp ảnh cùng cô dâu và chú rể. Đám cưới thế kỷ, tôi ngưỡng mộ tình yêu của bạn tôi và cả vũ trụ chúc phúc cho đôi trẻ hạnh phúc suốt đời, Hoàng Oanh nhắn nhủ trên trang cá nhân. Không những không gian tiệc mà ngay cả thiệp cưới cũng được thiết kế rất ấn tượng và độc đáo. Có lễ đính hôn trái thơm ở Đà Lạt, có tiệc cưới hoa sen ở Huế, có đám cưới như ba má thời bao cấp ở Tây Ninh, thì tiệc cưới ở Sài Gòn, hãy cùng tụi mình bay ra ngoài vũ trụ luôn mọi người nhé. Từng chi tiết nhỏ nhất từ con tem bên ngoài, phong bì, cái siêu, cái nơ đến từng nội dung bên trong, tất cả đều được làm tỉ mỉ từng chút một, chỉ mong gửi tới mọi người những điều xinh xắn nhất. Cô dâu từng tâm sự về chiếc thiệp trước ngày diễn ra hôn lễ. Vừa về nước, quốc cơ quốc nghiệp đã được nữ đại gia giấu mặt thưởng nóng 100 triệu. Quốc cơ quốc nghiệp là niềm tự hào không chỉ riêng gia đình và những người thân, mà những con người Việt Nam cũng rất hãnh diện không kém khi hai anh em làm rạng danh nước nhà. Từ sau cuộc thi Britain Got Talent 2018 kết thúc, quốc cơ quốc nghiệp là hai cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Cả hai đã mang về niềm vinh quang cho nước nhà bằng những phần thi tài năng quá xuất sắc. Quốc cơ quốc nghiệp còn trở thành biểu tượng cho các gương mặt trẻ dám theo đuổi đam mê, chinh phục hoài bão. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, cả hai trở về với vòng tay của gia đình sau nhiều vất vả nơi đất khách. Những lời động viên cảm ơn gửi đến hai anh em tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Mới đây nhất, quốc cơ quốc nghiệp đã được một nữ đại gia giấu mặt thưởng nóng 100 triệu thay lời chúc mừng của người này dành cho hai anh em. Quốc cơ quốc nghiệp trở về với sự mong chờ của gia đình và hàng trăm người hâm mộ. Còn đây là tin nhắn thưởng 100 triệu của một nữ đại gia để gửi đến vợ của quốc nghiệp. Theo như nội dung tin nhắn viết, Mai ơi, tối hôm qua chị mới coi được clip hai anh em quốc cơ quốc nghiệp biểu diễn. Chị cảm thấy hồi hộp phấn khích và tự hào quá, mặc dù đã được thưởng thức tài năng của hai anh em nhà họ Giang này trước đó vài lần. Nhưng hôm nay mới hạnh phúc và hãnh diện biết bao khi quốc cơ và quốc nghiệp đã cho cả thế giới biết đến Việt Nam, con người Việt Nam đẹp đẽ, tài năng và kiên cường như thế nào. Sự so sánh hơn thua không còn ý nghĩa gì nữa khi những hình ảnh sáng ngời và tuyệt vời của tiết mục mang lại cho mọi người. Chị thay mặt toàn thể mọi người trong công ty gửi lời chúc mừng và cảm ơn quốc cơ quốc nghiệp hôm nay. Xin gửi tặng 100 triệu đến hai em làm quà nhé. Đây cũng là điều dễ hiểu vì những khó khăn vất vả mà hai anh em đã trải qua để mang vinh quang về nước nhà là quá lớn.
Ngoài ra, quốc cơ quốc nghiệp còn được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quyết định trao tặng bằng khen sau phần thi xuất sắc trong chung kết Britain Got Talent mùa thứ 12. Đây có lẽ là điều mà hai anh em bất ngờ và hãnh diện sau bao nhiêu nỗ lực và phấn đấu vừa qua. Dù không phải là quán quân, nhưng tiết mục của bộ đôi đã khiến công chúng quốc tế thán phục, còn khán giả Việt Nam tự hào. Phần thi của hai anh em họ Giang chỉ sau ít giờ đăng tải trên YouTube, nhận được 2,3 triệu lượt xem và 65.000 lượt chia sẻ. Lộ diện những thí sinh đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam 2018, ai cũng nhan sắc hơn người, cạnh tranh quá gay gắt. Các cô gái gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, phong cách đa dạng khi tham gia sơ tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 10 tháng 6. Hàng trăm thí sinh tham dự vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Áo dài truyền thống là trang phục được nhiều thí sinh ưu tiên lựa chọn để gây ấn tượng với ban giám khảo. Nét đẹp thuần Việt của một thí sinh trong tà áo dài trắng tinh khôi. Cũng diện áo dài truyền thống nhưng cô gái này lại thu hút các ống kính bởi vẻ đẹp hiện đại. Một số thí sinh khác chọn đầm ngắn thanh lịch, tôn vóc dáng cá tính. Ở vòng sơ khảo, thí sinh được kiểm tra nhân trắc học trước khi bước vào phòng phỏng vấn. Tại đây, các người đẹp có cơ hội giới thiệu bản thân, thể hiện bản lĩnh và phong thái thông qua việc trả lời các câu hỏi từ hội đồng giám khảo gồm nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Trần Hữu Việt, Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Top 40 vòng chung khảo phía Nam được công bố tối cùng ngày. Các cô gái sẽ tham gia các hoạt động quảng bá du lịch, ghi hình giới thiệu, chụp ảnh và tập luyện các workshop tại Quy Nhơn từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 6. Bị fan nhắc đến Hồ Ngọc Hà trong lúc livestream với Đàm Thu Trang, Cường Đô La đã phản ứng cực dí dỏm và khéo léo như thế này. Cường Đô La đã có màn đối khéo léo khi bị nhắc tên vợ cũ và Hà Hồ lúc ở bên tình mới Đàm Thu Trang. Ít giờ trước trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang livestream trò chuyện với mọi người. Cô nàng hài hước giới thiệu về bánh ngải quê nhà. Điều đặc biệt trong đoạn clip còn có sự hiện diện của Cường Đô La. Doanh nhân phố núi vui vẻ hào hứng khi trò chuyện cùng mọi người. Anh và Đàm Thu Trang xưng vợ chồng ngọt ngào, cả hai còn khóa môi nhau cực tình cảm. Trong khi đang trò chuyện vui vẻ, thì bất ngờ có khán giả nhắc tên Hồ Ngọc Hà ở phần bình luận, không khó chịu hay gay gắt, Cường Đô La đáp thật dí dỏm, bạn Hà đâu có ở đây đâu, nhắc làm gì, nói như vậy là bạn Kim buồn đấy. Cả hai liên tiếp trêu nhau trước đông đảo người xem livestream, đây là lần hiếm hoi mọi người được thấy anh gần gũi đến như vậy. Cường Đô La còn chia sẻ về chuyện cưới hỏi với Đàm Thu Trang, anh tiết lộ ngày mình đám cưới sẽ livestream, chia sẻ với mọi người. Nếu như những chuyện tình trước của Cường Đô La với Hồ Ngọc Hà hay Hà Vi luôn gặp nhiều ý kiến bình luận trái chiều, thì với Đàm Thu Trang mọi người lại tò mò nhiều hơn là chỉ trích. Bên cạnh đó, cách yêu của cả hai cũng khác trước. Nếu như Cường Đô La tháp tùng những người đẹp khác đi sự kiện, thì với Đàm Thu Trang cả hai lại lựa chọn việc đồng hành trong cuộc sống và không còn vướng nhiều đến làng giải trí Việt. Hoa hậu Đặng Thu Thảo bất ngờ khoe con gái trong ngày sinh nhật ông xã đại gia. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải hình ảnh cả gia đình, có cả con gái đầu lòng. Sáng 10 tháng 6 trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo bất ngờ đăng ảnh con gái sau hơn 2 tháng sinh nở, nhân dịp sinh nhật ông xã. Đây là lần đầu tiên mà người đẹp khoe hình ảnh con trên mạng xã hội nhưng vẫn giấu mặt con. Trong ảnh gia đình hạnh phúc, ông xã trung tính vòng tay ôm vợ, trong khi Đặng Thu Thảo tựa nhẹ vào người chồng. Tay bế cô con gái bé bỏng đã được gắn biểu tượng giấu mặt. Hoa hậu Việt Nam 2012 chúc mừng sinh nhật chồng. Mâm và Sophie chúc mừng sinh nhật Super Dad, Tín Nguyễn, Love You So Much. Hình ảnh được Đặng Thu Thảo chia sẻ lên trang cá nhân cách đây vài giờ. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2012 khoe con gái đầu lòng. Dù vậy, người đẹp vẫn khéo léo che chắn bằng một icon đáng yêu. Được biết, thiên thần nhỏ nhà Đặng Thu Thảo đã tròn 2 tháng tuổi, có tên gọi ở nhà là Sophie. Chỉ hơn 1 tháng sau khi sinh em bé, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, cân nặng như gái Xuân Thì. Bức ảnh nhanh chóng nhận được lượt like và vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Từ khi kết hôn, Đặng Thu Thảo rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Việc mang thai cũng chỉ được cô tiết lộ ở tháng thứ 8 thai kỳ. Đến lúc đi sinh, cô cũng bí mật sinh nở tại một bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh và cô cũng chỉ chia sẻ ảnh lấy lại vóc dáng mới đây được một tháng. Đầu năm 2018, thông tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo bất ngờ sinh con gái đầu lòng thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Kể từ sau khi kết hôn cùng doanh nhân Trung Tính vào tháng 10, 2017, Đặng Thu Thảo lui về chăm sóc gia đình, hạn chế chia sẻ tin tức với truyền thông.